Nãy giờ chị cố gắng giơ tay để lấy cái nón của chị trên kia kìa mà không có lấy được, nó cao quá à. Bởi thiếu chiều cao thiệt là thiệt thôi. Như chị Mai Phương Thúy đi, giơ lên là lấy được rồi. Ê, đậu nành lùng tịch kia, em cao hơn ai mà mày đặt nói chuyện vậy hả? Lùng hay cao là so mình với đồng loại của mình, chứ so loài này với loài khác sao được. Trong họ đậu nành, em là soái ca Lee Min Ho, cao to đẹp trai. Trời ơi, em là Lee Răng Hô thì có, cái mặt xấu quá. Thật ra, cao thấp là có bí quyết hết đó chị. Chị có thấy cái cầu thủ bóng đá Việt Nam mình không? Cao to vậy cũng nhờ em đó. Cái gì? Em nói mấy cầu thủ bóng đá cao là nhờ em hả? Phải không vợ? Lại đây, em cho xem bí quyết nè. Ý em là nhờ uống sữa đậu nành mà cao hả đậu nành? Sao được ta? Không thể nào tin được. Chị thấy hình như có dấu hiệu đào lửa ở đây rồi đó. Liên quan gì đến bạn đào lửa chứ? Mà đào Đà Lạt, đào Sa Pa, ở đâu có đào lửa? Đào lửa không biết hả? Đào lửa là lừa đảo đó em. Em dám lừa đảo chị nữa hả? Cái gì? Ai? Ai lừa đảo ở đây hả? Chào Đốc Tư Khỏe, là đậu nành đó Đốc Tư Khỏe. Đậu nành nói với dân trang á là đậu nành có khả năng làm tăng chiều cao cho mình được. Trời ơi, còn nói là mấy cầu thủ bóng đá lúc nhỏ toàn là uống sữa đậu nành cho nên mới cao đó. Cái này thì 50-50 nha dân trang. Cái gì mà lừa gạt cũng có vụ lừa 50-50 nữa hả Đốc Tư Khỏe? Em dặm mắm thêm muối cho nó đậm đà thôi. À, còn cái vụ đậu nành giúp tăng chiều cao á là có thiệt đó dân trang à. Phải không đó Đốc Tư Khỏe? Hay là Đốc Tư Khỏe ăn quê hồng, bán sữa cho nên mới giới thiệu giùm đúng không? Dân trang có biết không, bên cạnh sữa tươi nè, thịt cá, trứng thì đậu nành là thực phẩm giàu vitamin, protein, chất xơ và carbon hydrate đó nha. Ồ, biết chứ. Cái đó Vân Trang biết rõ luôn nữa đó. Biết? Vậy sao chị không biết là những thành phần đó vừa nói giúp cải thiện khối lượng xương và mô và mật độ cần thiết để tăng chiều cao hả? Ừ. Cái này chị cũng biết luôn chứ bộ. Vậy thì chị phải biết rằng đậu nành giúp tăng chiều cao chứ. Ừ, thì cái này chị cũng biết luôn mà. Biết sao không tin em? Chị đâu có nói là chị không có tin em. Chị chỉ giả bộ không tin thôi để giúp em quảng bá thương hiệu của em rộng rãi hơn đó mà. Thiệt ra thì đậu nành giúp tăng chiều cao lại là nguồn cung cấp đạm chính cho người ăn chay đó. Và đó là lý do mà các món chay thường làm từ đậu nành. Chuyện này mọi người đã biết lâu rồi mà. Ủa, hóa ra con nổi tiếng từ lâu rồi sao? Ủa, sao con không biết vậy? Thì đó, chắc là tại vì tối ngày em lo nấu sữa cho nên là khói nó bay vô trong đầu, nó làm mụ người em hết rồi. Alo, sao? Giao cho 2 thùng sữa đậu nành hả? Rồi, chắc lại lo bán hàng online quá cho nên quên hết chứ gì. Quý vị ơi, và thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tư Khỏe và Đậu Nành xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình Đốc Tư Khỏe lần sau.